Yeah, boy. Oh shit! What up? Ok, bây giờ mình nghĩ sẽ thay tên. Ok, dạ ra suy cho thật này. Mà mình bây giờ sẽ gọi là chỉ đi là ăn ngày thôi. Đấy, gặp thằng nào bé thì mình đánh luôn, không có nhiều nhá. Đấy thằng, đấy, thấy chưa? Ghê không? Được nói. Ê, sao? Nào với chúng tôi. Đấy, đi vào bốn đây anh. A few moments later.